Phương Chi, cô trốn tôi 3 tháng nay làm tôi phải ròng rã đi tìm. Nhưng mà phải nói thật là 3 tháng vừa rồi tôi cũng nhớ cô đấy. Mà cô đừng tưởng bố mẹ cô đều không ở đây. Nhưng mà tôi biết em của cô học trường tiểu học nào. Anh Cường, tôi cầu xin anh, anh đừng động đến em gái tôi. Tôi hứa là tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Em có đảm bảo được không? Được, tôi đảm bảo. Xin chào, tôi là người lên kế hoạch chia tay cho cô. Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Tất cả những chỗ này là do anh ta làm. Thật ra bình thường anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Bạn ơi, giá bao nhiêu? Giá 2 triệu á. Em thích không anh mua cho? Thôi, tự mấy triệu đắt lắm. Ôi, gói cho anh đi. Anh sẽ được thưởng rồi mà. Này, thẻ của anh. Nhưng cảm xúc của anh ấy lại không ổn định. Mỗi khi tức giận thì sẽ... Chuyện gì đây? Gì đấy? Cứ đòi ở đây làm gì? Xe bị cẩu rồi kìa. Anh ơi, nho này anh có đến được không ạ? Lấy gì nữa mà lấy. Mang thẻ này. Đi về. Sau mỗi lần anh ấy trút giận lên tôi đều sẽ ép tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy. Chi? Em tha thứ cho anh nhá. Anh biết sai rồi mà. Anh chỉ muốn xin em đấy. Em tha thứ cho anh đi. Dù gì thì người ta cũng quỳ xuống rồi mà, còn không chịu tha thứ nữa. Anh làm cái gì đấy? Anh đứng lên đi. Không, ngày hôm nay mà em không quay lại với anh á, anh không đứng dậy đâu. Thôi được rồi, em tha thứ cho anh đứng lên đi, nhanh lên. Đấy, anh biết trong lòng em vẫn có anh mà. Chỉ cần tôi đề nghị chia tay, anh ấy sẽ áp dụng những chiêu trò đáng sợ hơn. Anh Cường, anh làm cái gì đấy? Chi, hôm nay mà em chia tay anh nhảy xuống đây đấy. Không. Anh bình tĩnh, thôi được rồi, em không chia tay anh nữa. Đấy, anh biết mà, em vẫn còn yêu anh đúng không? Tôi cũng từng thử chạy trốn, nhưng... Phương Chi, cô trốn tôi 3 tháng nay làm tôi phải ròng rã đi tìm. Nhưng mà phải nói thật là 3 tháng vừa rồi tôi cũng nhớ cô đấy. Mà cô đừng tưởng bố mẹ cô đều không ở đây. Nhưng mà tôi biết em của cô học trường tiểu học nào. Anh Cường, tôi cầu xin anh, anh đừng động đến em gái tôi. Tôi hứa là tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Em có đảm bảo được không? Được, tôi đảm bảo. Đây là tất cả tài liệu về Cường. Chỉ cần cô giúp tôi thoát khỏi anh ta, tiền bạc không thành vấn đề. Cô yên tâm, đơn hàng này tôi nhận. Đối phó với những loại cha nam như thế, tôi là người có rất nhiều kinh nghiệm. À, mà hai người có còn liên lạc với nhau không đấy? Nếu như mà còn liên lạc với nhau ấy, là em để ý đấy nhá. Ừ không em yêu, bây giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi. Đây, để xóa số cô ấy luôn. Đây, em yên tâm chưa? Vâng. Hay là mình đính hôn? Đính hôn? Vâng, đính hôn thì không cần phải có mặt bố mẹ em, mà em cũng không cần phải có sính lễ. Em đã có sẵn 500 triệu là của hồi môn rồi. Chỉ cần anh và em đính hôn xong, em sang nhượng xe và nhà cho anh. Lúc đấy nhá, bố mẹ em phát hiện ra thì cũng biết anh là người có tiền rồi. Hồng Anh, em làm người yêu của anh đi. Anh thật sự thích em. Em có thể đồng ý với anh được không? Anh sẽ khiến cho em hạnh phúc cả cuộc đời này. Ê, người anh em, Hồng Anh là người yêu của tôi. Ừ đúng rồi đấy, anh Cường là chồng sắp cưới của tôi. Từ bây giờ trở đi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa. Thôi cậu mau đi về đi. Đấy. Hồng Anh này, từ khi nào mà cậu lại có một anh người yêu đẹp trai như thế đấy? Đúng rồi, không ngờ người yêu cậu lại còn là quản lý ở đây nữa cơ chứ. Bạn của Hồng Anh cũng là bạn của tôi. Lần sau mọi người đến á, tôi sẽ giảm giá cho nhé. Mời mọi người vào ăn nhé. Mọi người vào đi. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là anh ta. Đến lúc đó Giang sẽ là người theo đuổi tôi. Khi tôi ra hiệu thì Giang sẽ là người tỏ tình tôi. Còn lại tất cả mọi người sẽ phối hợp ăn ý với nhau. Rõ.
Hồng Anh này, khi nào kết hôn nhớ mời bọn tớ làm phù dâu phù rể nhá. Bye bye. Em về đây. À, cảm ơn anh nhé. Tôi có một chút kinh phí muốn đưa cho anh. Thôi, không cần đâu. Chẳng qua là tôi muốn thử tôi có diễm phúc làm bạn trai cô không. Xin lỗi em yêu, hôm nay còn có chút việc, anh đến hơi muộn. Tặng em. Em cảm ơn. Em đợi anh lâu lắm đúng không? Dạ, không sao ạ. Mà hôm nay tắc đường lắm đúng không anh? Hơi tắc. Ơ, Hồng Anh, trùng hợp quá. Đây là... Đây là anh Cường, là bạn trai mới của tớ. Cường? Phương Chi, đây có phải là anh người yêu cũ mà suốt ngày bám lấy cậu đấy không? Mà nếu như mà mọi người quen biết nhau hết rồi ấy, thì vào đây ngồi luôn đi cho vui. Anh nhờ. Được đó, ngồi với Phương Chi nhỉ. Anh với cô ta từng là người yêu cũ của nhau à? Nhưng mà không sao. Thời buổi bây giờ có người yêu cũ là chuyện bình thường. Em không để ý đâu. À, mà hai người có còn liên lạc với nhau không đấy? Nếu như mà còn liên lạc với nhau ấy, là em để ý đấy nhá. Ủa không em yêu, bây giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi. Đây, để xóa số cô ấy luôn. Đây, em yên tâm chưa? Vâng. Anh á, đúng là người đàn ông tốt. Đây là tiền công của cô. Không cần phải cảm ơn đâu. Nhưng mà đề phòng lão Cường sẽ lại tìm đến cô ấy. Tôi nghĩ cô nên chuyển sang một thành phố khác. À đúng rồi, còn việc chuyển trường của em gái cô ấy, tôi sẽ lo. Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng mà với bản chất của lão Cường, tôi sợ là anh ta sẽ tìm cô trả thù đấy. Cô yên tâm, tôi đã làm việc rất chuyên nghiệp rồi, chắc chắn sẽ có cách thoát thân. Được, tôi tin cô. Tôi xin phép nhé. Anh Cường, anh có đồng ý kết hôn với em không? Anh đồng ý. Nhưng mà không được đâu. Bố mẹ em khó tính lắm, chắc chắn sẽ không đồng ý anh với em kết hôn đâu. Muốn kết hôn với em, ít nhất phải là thiếu gia, hoặc là những người mà môn đăng hộ đối với gia đình em cơ. Còn anh thì... À, hay là mình đính hôn? Đính hôn? Vâng, đính hôn thì không cần phải có mặt bố mẹ em, mà em cũng không cần phải có sính lễ. Em đã có sẵn 500 triệu là của hồi môn rồi. Chỉ cần anh và em đính hôn xong, em sang nhượng xe và nhà cho anh. Lúc đấy nhá, bố mẹ em phát hiện ra thì cũng biết anh là người có tiền rồi. Hồng Anh, em tốt với anh quá. Anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em cả đời này. Mục tiêu của chúng ta là anh ta. Chẳng qua là tôi muốn thử tôi có diễm phúc làm bạn trai cô không. Phương Chi, đây có phải là anh người yêu cũ mà suốt ngày bám lấy cậu đấy không? Nhá. Không em yêu, bây giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi. Đây, để xóa số cô ấy luôn. Đây, em yên tâm chưa? Vâng. Anh á, đúng là người đàn ông tốt. Cường, cậu được đấy, cưới được một đại gia, nhà gái lại không cần sinh lễ, lại còn cho thêm 500 triệu. Sau này cả nhà cả xe đều là của cậu rồi đấy. Cậu cứ đùa, nó quá là bình thường đối với tôi, cậu hiểu không? Chẳng qua là tôi muốn ra ngoài gọi là bươn trải chứng minh bản thân thôi. Nếu không á, tôi mà ở nhà thừa kế cái gia nghiệp hơi bị kinh nhá. Anh Cường nói đúng rồi đấy, mối quan hệ của anh Cường trải dài khắp cả nước. Chỉ cần một câu nói của anh Cường thì chẳng có chuyện gì mà không làm được cả. Quá là lợi hại rồi. Mà sao lâu như vậy chị dâu còn chưa tới nhở? Cô ấy không đến à? Cái bình tóm, đây để tôi gọi điện. Cô ấy không nghe máy à? Cứ yên tâm, để tôi gọi lại lần nữa nhá. Ui xời.
Hồng Anh, sao anh gọi điện em không được, nhắn tin không trả lời là sao? Mà lễ đính hôn mà em đến muộn. Rồi cả make up với tóc tai kiểu gì đây? Thật là ngại quá, tôi đến hơi muộn. Và tôi cũng xin thông báo với mọi người một việc, là bữa tiệc đính hôn này tôi cũng sẽ hủy bỏ. Cái gì thế này? Cái tình huống gì đây? Chuyện này là sao? Em đặt nói linh tinh cái gì vậy? Bởi vì bố mẹ tôi đã điều tra về Cường và phát hiện anh ta là một tên lừa đảo. Anh ta nói anh ta là thiếu gia, nhưng thực chất là không phải. Bố mẹ của anh ta chính là bán bánh rán ở bên lề đường mà thôi. Đây. Đúng chứ? Anh ta nói anh ta quen rất nhiều người nổi tiếng ở thành phố này, có thể hô mưa gọi gió. Và bố mẹ tôi cũng đã điều tra, hỏi tất cả các thương nhân, họ đều nói là đều không quen biết anh ta. Cái tên trai đều này suốt ngày ở bên ngoài mà cũng tự nhận mình là thiếu gia. Ồ, tất cả đều là lừa dối hết. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Nếu như anh ta thực sự là thiếu gia ấy, thì đã về thừa kế gia sản của gia đình rồi. Việc gì phải bôn ba ở bên ngoài để làm gì? Cũng đúng rồi, chuyện đính hôn là chuyện lớn. Tổng giám đốc cũng không đến, sếp cũng không. Chẳng có ai quan tâm đến cậu ta cả. Hồng Anh, chẳng nhẽ em đến bên anh chỉ vì tiền à? Em không hề yêu anh sao? Anh chỉ là một tên lừa đảo. Anh tính dùng thủ đoạn lừa đảo đấy thì anh nghĩ xứng đáng với tôi sao? Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Nhưng mà Hồng anh yêu em là thật mà. Anh sợ em nhìn anh không vừa ý, cho nên mới biện là những chuyện đó. Anh đối với em mà thật lòng mà. Anh đừng diễn nữa. Tôi sẽ không bao giờ lấy một tên lừa đảo làm chồng đâu. Và tất cả mọi người, bữa tiệc hôm nay tôi xin hủy bỏ. Mọi người về đi ạ. Tôi cũng sẽ đi về luôn. Tạm biệt. Hồng Anh, cô chia tay, đây là câu của cô. Không có gì, lần sau ấy cứ gọi cho tôi. Ai thế? Hả? Hồng Anh, tôi tìm cô cũng khổ đấy. Hóa ra là anh à? Hóa ra cô làm dịch vụ chia tay chuyên nghiệp. Cô đã làm tôi không còn mặt mũi gì nữa rồi. Bây giờ công việc, tình yêu của tôi chả còn gì để mất nữa rồi. Hôm nay ấy, có chết tôi phải lôi cô theo. Anh dám à? Hả? Cô nghĩ tôi không dám à? E rằng anh vẫn chưa hiểu hết tôi rồi. Tôi có đai đen tứ đẳng taekwondo và bằng chứng chỉ luật sư chuyên nghiệp. Không biết là anh muốn tôi sử dụng chiêu thức nào với anh đây? Cô sợ ai hả? Không phải cô ạ. Đâu Tôi tin rồi. Tôi để cho anh đi là sự nhân từ lớn nhất rồi. Bây giờ anh còn dám bắt nạt và bán cho tôi sao? Được rồi, cô thắng. Không, chuyện này là bình thường thôi, cô đừng quan tâm nhé. Hành động điều tra sẽ không bao giờ dừng lại. Chuyên gia chia tay vẫn đợi tiếp đơn hàng online.